Quý khán giả đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên các kênh sóng của truyền hình Vĩnh Long. Như Thanh và Thế Anh sẽ tiếp tục đồng hành để chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin sự kiện đang được quan tâm. Và trước tiên thì chúng ta hãy cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý có trong chương trình sáng nay. Thăm hỏi hỗ trợ các nạn nhân trong vụ sạt lở đất làm nhiều người thương vong tại Hà Tĩnh. Nhiều tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh ngập sau mưa lớn, nhiều người vất vả lội nước vì xe chết máy. Tìm nam thanh niên bỏ quên 3 miếng kim loại nghi là vàng tại cửa hàng đồ cũ không đồng. Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây vận chuyển mua bán pháo, thu giữ hơn 600 kg pháo. Camera 24 giờ đề phòng tai họa từ việc trẻ em nghịch ngợm. Khám phá vẻ đẹp hiền hòa của biển Cồn Đen tại Thái Bình. Mời quý vị bắt đầu theo dõi nội dung chương trình. Ngay sau khi vụ sạt lở đất do mưa lớn xảy ra tại thị xã Kỳ Anh làm cho 7 người thương vong, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh thăm hỏi động viên 4 công nhân bị thương đang điều trị tại đây. Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã trao hỗ trợ 5 triệu đồng một nạn nhân tử vong và hỗ trợ 3 triệu đồng một nạn nhân bị thương. Lãnh đạo tỉnh cũng chia sẻ động viên các nạn nhân và yêu cầu lực lượng y bác sĩ tích cực chăm sóc điều trị để các công nhân bị thương sớm ổn định sức khỏe. Như đã thông tin chiều ngày 6 tháng 5, lán trại của nhóm công nhân thi công móng cột số 28 thuộc đường điện 500 kV mạch 3 bị sạt lở, đất đá vùi lấp khiến 3 công nhân tử vong, 4 người bị thương. Ngay sau khi sự việc xảy ra, tỉnh Hà Tĩnh đã quy động lực lượng hơn 100 người nhanh chóng có mặt tại hiện trường tham gia cứu nạn cứu hộ. Theo đánh giá ban đầu, nguyên nhân do ảnh hưởng của thiên tai mưa lớn, trong khi lán trại của công nhân đặt ở sát khe suối nên xảy ra sạt lở. Còn liên quan đến vụ việc 4 tàu cá của ngư dân Quảng Bình gặp lốc xoáy bị chìm và mất liên lạc trên biển, vào hôm qua, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Danh phối hợp với đồn biên phòng Lý Quà đã tiếp nhận 4 thuyền viên bị nạn trên biển trở về. Sau khi đưa lên bờ, thì các ngư dân được cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Danh và đồn biên phòng Lý Quà tổ chức tiếp nhận sơ cứu, chăm sóc sức khỏe ban đầu. Hiện tại thì sức khỏe của các ngư dân đều cơ bản ổn định. Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Danh cũng đã thăm tặng quà và động viên ông Nguyễn Xuân Đức ở xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, chủ tàu QB92049TS đã tham gia tìm kiếm cứu vớt ngư dân bị nạn trên biển đưa vào bờ an toàn. Như vậy, trong vụ chìm 4 tàu của ngư dân Quảng Bình trên biển lốc xoáy, lực lượng chức năng cùng các tàu đánh cá trên biển đã tìm thấy và cứu vớt được 14 thuyền viên, trong đó có một người tử vong. Hiện vẫn còn 10 thuyền viên đang mất tích, trong đó có 6 thuyền viên trên tàu cá QB92699TS và 4 thuyền viên trên tàu cá QB98614. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh thì sau đợt nắng nóng kỷ lục kéo dài nhiều tháng, khoảng một tuần nay, nhiều khu vực đã có những cơn mưa đầu mùa. Và mặc dù là những trận mưa này giúp giảm bớt phần nào sự oi bức ngột ngạt do nắng nóng gây ra, nhưng cũng gây ngập úng trên một số tuyến đường. Ghi nhận vào chiều qua tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có mưa đầu mùa trên diện rộng. Cơn mưa lớn kéo dài khoảng 30 phút đã làm một số tuyến đường ở thành phố Thủ Đức ngập sâu. Khoảng 14 giờ, trời chuyển mây đen bao phủ rồi sau đó xuất hiện mưa khá lớn. Tại nhiều khu vực, một số tuyến đường xảy ra ngập cục bộ sau khi mưa lớn kéo dài như đường Lê Văn Việt, Mang Thiện, khu vực giáp ranh hai phường Hiệp Phú và Tăng Nhân Phú B, đường Nguyễn Xiển, phường Long Thạnh Mỹ. Một số đoạn đường nước ngập sâu khiến nhiều phương tiện chết máy. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, dự báo từ nay đến ngày 16 tháng 5, một số khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh có xác suất mưa từ 60 đến 75%. Riêng ngày 10 tháng 5, tất cả khu vực thuộc thành phố được dự báo có xác suất mưa 75%. Nhiệt độ thấp nhất của thành phố Hồ Chí Minh sẽ từ 26 đến 27 độ C, cao nhất từ 33 đến 34 độ C. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh, đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập cục bộ. Chương trình tiếp tục với thông tin liên quan đến vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Đồng Nai. Kết quả xét nghiệm mẫu phẩm liên quan đến 568 người bị ngộ độc dương tính với khuẩn Salmonella, E. coli và một số vi khuẩn khác. Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, bà Võ Thị Ngọc Lắm cho biết thông tin trên, trong đó đa số mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân, mẫu nguyên liệu thực phẩm lấy tại tiệm bánh mì đều nhiễm vi khuẩn Salmonella, một số mẫu khác nhiễm khuẩn E. coli.
Ngoài ra thì xét nghiệm cũng phát hiện một số loại vi khuẩn khác. Tuy nhiên hiện thì chưa rõ một số vi khuẩn khác là loại nào. Mới đây, Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh công bố kết quả xét nghiệm một bệnh nhi ngộ độc được Đồng Nai chuyển đến cũng nhiễm khuẩn Salmonella. Trước đó, ba bệnh nhi nặng điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cũng được xác định nhiễm khuẩn E. coli. Và theo Tổ chức Y tế Thế giới thì khuẩn Salmonella là thủ phạm hàng đầu gây ra bệnh tiêu chảy trên toàn cầu. Và trong đó thì có nhiều vụ ngộ độc quy mô lớn. Lượng vi khuẩn lớn thì có thể xâm nhập máu gây nhiễm trùng máu, đe dọa đến tính mạng. Salmonella phát triển rất nhanh ở môi trường nóng ẩm từ 35 cho đến 37 độ C. Khi mổ thịt gia súc gia cầm, nếu không làm sạch sẽ, vi khuẩn Salmonella sẽ phát tán ra môi trường và bám vào thực phẩm như là thịt, trứng, gia cầm. Ăn trứng sống, luộc trứng không kỹ, người dân cũng có thể nhiễm vi khuẩn Salmonella. Rau và sữa cũng dễ nhiễm khuẩn Salmonella phát tán từ phân động vật ra. Còn E. coli là vi khuẩn thường xuất hiện trong sản phẩm tươi sống, thịt bò, sữa tươi, nước trái cây, phô mai, trái cây và đậu sống. So với E. coli, ngộ độc Salmonella triệu chứng nặng, nguy hiểm hơn. Ngộ độc thực phẩm do Salmonella có thể xuất hiện một ngày sau ăn, nhưng cũng có trường hợp là sau 4 đến 5 ngày. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng miếng SJC hiện vẫn chưa có dấu hiệu dừng đà tăng. Và trong bối cảnh giá vàng trong nước liên tục phá đỉnh, hôm nay Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng. Theo ghi nhận, phiên đấu giá dự kiến diễn ra lúc 9 giờ sáng nay tại Cục Quản lý Dự trữ Ngoại hối Nhà nước. Theo thông báo, tổng khối lượng vàng được đưa ra đấu thầu là 16.800 lượng vàng miếng SJC. Giá tham chiếu đặt cọc là 85,3 triệu đồng mỗi lượng, tỷ lệ đặt cọc là 10%. Giá này tương đương mức mua vào hôm nay của các nhà vàng. Mỗi thành viên dự thầu chỉ được đăng ký một mức giá tối thiểu bằng hoặc cao hơn giá sàn do Ngân hàng Nhà nước công bố. Khối lượng vàng miếng của mỗi lô giao dịch là 100 lượng. Điểm mới so với những phiên trước là mức doanh nghiệp được đặt thầu tối thiểu giảm một nửa, từ 14 lô tương ứng 1.400 lượng xuống còn 7 lô tương ứng 700 lượng. Mức mua tối đa giữ nguyên là 2.000 lượng, tức 20 lô. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhân viên cửa hàng Không Đồng ở phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức đã phát hiện trong túi đồ nam thanh niên mang đến quyên góp có chứa hai miếng kim loại và hai chiếc nhẫn nghi là vàng. Ông Phạm Đức Hùng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Thảo Điền, đơn vị phụ trách cửa hàng đồ cũ Không Đồng cho biết, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 25 tháng 4, một nam thanh niên khoảng 30 cho đến 35 tuổi mang túi đồ cũ đến cửa hàng quyên góp. Ngày hôm sau, trong lúc tình nguyện viên tại cửa hàng soạn đồ trong chiếc túi để trưng bày lên kệ, thì phát hiện 3 miếng kim loại có ghi chữ SJC 4 số 9 và 2 chiếc nhẫn nghi là vàng, cùng một số biên nhẫn mua bán của tiệm vàng từ năm 2006. Sau khi phát hiện vụ việc, ông Hùng đã đến cơ quan chức năng trình báo, đồng thời đăng tải lên mạng xã hội để tìm chủ nhân số đồ vật nói trên. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, người dân vùng Bãi Ngang, tỉnh Thừa Thiên Huế rất phấn khởi vì nhiều loài thủy hải sản như là cá nục, cá trích quyết theo nhau vào tận gian bờ. Chỉ cần ngư dân xuống ghe thả lưới là có thể thu hoạch. Ngày mới tại vùng Bãi Ngang, xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, các thuyền của bà con ngư dân thôn Tân Thành nối đuôi nhau ra khơi. Và chỉ trong sau khoảng 1 đến 2 giờ, các thuyền đã trở về với đầy ắp cá tôm trong khoang. Vài năm trước, các sự cố môi trường và tình trạng khai thác tận diệt, điển hình là nạn giã cào trái phép ven bờ đã khiến nguồn lợi thủy sản cạn kiệt. Tuy nhiên, nhờ vào cuộc của chính quyền địa phương và các ban ngành, cùng với đó là ý thức của người dân ngày càng được nâng cao, nguồn lợi thủy sản đã có dấu hiệu phục hồi trở lại. Vùng biển lộng đã và đang hồi sinh như cái cách mà những con người nơi chân sống vượt qua khó khăn của nghề biển để hướng đến một cuộc sống đủ đầy, sung túc hơn. Quý vị đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long và sau đây là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo. Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây vận chuyển mua bán pháo, thu giữ hơn 600 kg pháo. Camera 24 giờ đề phòng tai họa từ việc trẻ em nghịch ngợm. Khám phá vẻ đẹp hiền hòa của biển Cồn Đen tại Thái Bình. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình.
Thông tin từ Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Công an quận Bình Tân vừa điều tra làm rõ triệt phá một đường dây vận chuyển mua bán pháo lậu quy mô lớn, tang vật thu giữ là hơn 600 kg pháo các loại. Thông tin ban đầu, sau thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Bình Tân xác định đối tượng Nguyễn Thành Liêm, sinh năm 1971, trú xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, tham gia đường dây vận chuyển buôn bán pháo nổ với quy mô lớn về Thành phố Hồ Chí Minh để phân phối cho các đầu mối thông qua dịch vụ gửi hàng qua chành xe. Lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra bắt quả tang hành vi vận chuyển hàng cấm của Liêm, khám xét nơi ở và một số địa điểm liên quan. Công an quận Bình Tân đã thu giữ hơn 600 kg pháo nổ và nhiều tài liệu khác liên quan đến vụ án. Mở rộng điều tra, Công an quận Bình Tân đưa đối tượng Trần Văn Nhơn, sinh năm 1972, trú tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, về làm việc. Tại cơ quan công an, Nhơn khai nhận đã cùng với Liêm vận chuyển pháo nổ. Hiện cơ quan công an quận Bình Tân đang tiếp tục truy xét mở rộng để xử lý nghiêm triệt để các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật. Còn về tội phạm buôn lậu thuốc lá, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh vừa cho biết triệt phá thành công đường dây vận chuyển tàn trữ thuốc lá ngoại nhập lậu quy mô lớn trên địa bàn. Cụ thể, khám xét nơi cất giấu tang vật tại nhà của Phùng Văn Nào, 40 tuổi, ngụ xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Lực lượng chức năng phát hiện 15 thùng giấy cát tông, bên trong chứa 7.500 gói thuốc lá ngoại nhập lậu. Lực lượng chức năng sau đó tiếp tục thực hiện lệnh khám xét nhà của Quỳnh Văn Em, 54 tuổi, ngụ cùng địa phương. Tại đây đã phát hiện có 14 thùng giấy cát tông, bên trong chứa 7.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu. Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ 14.500 bao thuốc lá lậu và hoàn thiện các thủ tục bàn giao cho lực lượng công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Tòa án Nhân dân huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long vừa mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Lê Văn Quà, sinh năm 1991, ngụ tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, về tội trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng, thì vào các ngày 29 tháng 10 và 14 tháng 11 năm 2023, lợi dụng không có người trông coi tại trạm viễn thông BTS 3-2 thuộc xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, Lê Văn Quà đã lấy trộm hai máy phát điện tổng trị giá là 15 triệu đồng để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Bị cáo có thân xấu, hành vi của bị cáo gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Bị cáo phạm tội hai lần trở lên, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Quà 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ nữ sinh viên tử vong ở Hồ Láng, trên người đeo ba lô có nhiều gạch bên trong. Theo thông tin ban đầu, hôm qua người dân đi qua khu vực ven Hồ Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, thì phát hiện một phần thi thể nổi dưới hồ. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tới hiện trường trục vớt thi thể lên bờ. Bước đầu xác định nạn nhân là nữ sinh viên sinh năm 2003, trú phường Định Công, quận Hoàng Mai. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Láng Thượng, nạn nhân được xác định đã tử vong trước đó nhiều giờ. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Thưa quý vị, ở lứa tuổi thường hiếu động, tò mò, nghịch ngợm, trẻ em chưa thể lường hết được những nguy hiểm từ việc mình làm. Và đặc biệt là khi kỳ nghỉ hè đang đến gần, trẻ em ở nhà mà không được theo sát trong năm cẩn thận, thì những trò nghịch dại có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Và camera 24 giờ ngày hôm nay sẽ tiếp tục tổng hợp một số tình huống nhằm cảnh báo, giúp phụ huynh có biện pháp phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn cho con em của mình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cũng liên quan đến tình huống trẻ em nghịch lửa, tối 21 tháng 10 năm 2023 tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, một chiếc ô tô đậu bên đường, sau đó bé trai đến gần, bật lửa đốt áo trùm xe ô tô. Cậu bé nhanh chóng bỏ chạy, áo trùm xe từ từ cháy và lan rộng trong chốc lát. May mắn đúng lúc đó có một người đàn ông đi qua, phát hiện sự việc liền hô hoán và nỗ lực dập lửa nên thiệt hại nhẹ. Vụ việc cũng cho thấy mức độ nguy hiểm khi để trẻ em nghịch bật lửa. Thưa quý vị khán giả, không chỉ những sự cố bất ngờ do tự trẻ vô ý hoặc là nghịch ngợm, mà nhiều trường hợp tai nạn ập đến với trẻ còn do yếu tố khách quan, đặc biệt khi trẻ ở ngoài đường phố. Nhiều vụ việc cho thấy sự giám sát chặt chẽ của phụ huynh giữ trẻ trong không gian an toàn đóng một vai trò cực kỳ quan trọng đối với tính mạng, sức khỏe của trẻ em. Trẻ em cũng thường được cha mẹ cho sử dụng xe đạp, xe điện chạy ra đường phố. Nhiều trẻ chưa ý thức đủ về an toàn giao thông, có nguy cơ gây tai nạn cho chính mình và người khác, như tình huống sau ở một con đường nông thôn.
hai đứa trẻ đã qua đường cắt mặt xe container, khiến tài xế đánh lái và thắng gấp. May mắn cho cả đôi bên là không có tai nạn xảy ra. Có thể thấy, việc các em chủ quan khi qua đường không quan sát và phóng nhanh lạng lách là điều khó tránh khỏi của tuổi trẻ. Phụ huynh và nhà trường cần quan tâm nhắc nhở các em về vấn đề đảm bảo an toàn và những kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông. Nhiều trường hợp trẻ nhỏ chạy chơi, chạy luôn ra đường đông xe. Vụ việc xảy ra ở huyện Mèo Vạc, Hà Giang. Một cháu nhỏ từ bên trong đột ngột chạy ra đường. Đúng lúc một xe máy đi tới không tránh kịp đã tông trúng em nhỏ, văng ra xa. Rất may cháu nhỏ chỉ bị xây xát nhẹ. Đây chắc chắn là bài học kinh nghiệm không chỉ cho gia đình trong clip, mà cho tất cả những gia đình có nhà gần đường xe lưu thông. Cần đóng cửa cẩn thận hoặc dựng rào chắn trẻ em, bởi chỉ cần một giây lơ là, tai nạn bất ngờ có thể xảy đến với trẻ. Thưa quý vị khán giả, trẻ nhỏ chưa nhận thức đầy đủ về tai nạn, thương tật hay là các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng. Do đó, rất cần phụ huynh quan tâm, giám sát, giáo dục. Cần lưu tâm đến không gian trong nhà, trong sân để đảm bảo an toàn cho trẻ. Giám sát khi trẻ ra đường phố, hạn chế các yếu tố nguy hiểm có thể gây ra tai nạn. Đáng chú ý, tùy vào độ tuổi của trẻ mà phụ huynh hướng dẫn trẻ các quy tắc giữ an toàn, tránh các trò nghịch dại, nghịch lửa, nghịch nước gây hậu quả đáng tiếc. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi Camera 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo. Với đường bờ biển trải dài 3.260 km, nước ta có những bãi biển đẹp thu hút khách du lịch. Và trong đó, biển Cồn Đen tại Thái Bình trở nên nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên đa dạng, hệ sinh thái phong phú và quang sơ là điểm đến của nhiều khách du lịch tại khu vực miền Bắc. Cách trung tâm thành phố Thái Bình khoảng 40 km, Cồn Đen thuộc xã Thái Đô, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, vốn do phù sa dòng Trà Lý bồi đắp với chiều dài án chừng 3 km và rộng nhất khoảng 700 m. Bãi biển Cồn Đen có địa hình lai bằng phẳng, sóng không quá lớn, bãi cát trắng mịn, phù hợp cho du khách thỏa thích vui chơi. Điểm đặc biệt của biển Cồn Đen là hệ sinh thái phong phú, đa dạng với rừng ngập mặn, là nơi sinh sống của các loài cây sú và dẹt. Bờ biển trải dài với hàng cây phi lao cao vút, đung đưa theo gió biển, tạo ra âm thanh êm dịu rất thú vị. Biển Cồn Đen có khí hậu phân chia thành các mùa xuân, hạ, thu, đông rõ rệt. Vì vậy đến Cồn Đen vui chơi khám phá thì từ tháng 5 đến tháng 8 sẽ là thời điểm lý tưởng phù hợp để tắm mát vui chơi ngoài trời. Ngoài ra tại biển Cồn Đen còn khai thác hoạt động cào ngao, bắt ốc cũng như tham quan các bè nuôi tôm cá rất thú vị. Năm 2004, biển Cồn Đen đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển nhờ vào sự đa dạng của thảm động thực vật ở đây. Hiện nay Cồn Đen là một trong những điểm đến đẹp thu hút lượng lớn du khách mỗi năm. Còn khi mà nhắc đến vùng đất đỏ Ba Gian Tây Nguyên thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến cảnh quan thiên nhiên quang sơ hùng vĩ hay là cao nguyên lộng gió đúng không ạ? Thế nhưng không chỉ như vậy thôi đâu, nơi đây còn sản sinh ra một địa danh có vẻ đẹp vô cùng thơ mộng trữ tình và đó chính là hồ Tư Nưng hay còn gọi là biển hồ Pleiku. Và đây là điểm check-in được nhiều bạn trẻ ghé thăm khi đi du lịch Gia Lai và hãy cùng người đưa tin 24 giờ khám phá chi tiết hơn về hồ trên núi này nhé. Lối vào hồ đi qua một con đường cực đẹp và thơ mộng. Hai bên đường là hàng cây thông già lâu năm tỏa bóng mát vào ngày hè oi bức. Hồ Tư Nưng luôn đẹp vào bất cứ thời gian nào trong năm hay thời điểm nào trong ngày. Sáng sớm khi sương chưa tan hết, du khách sẽ có cảm giác vô cùng bình yên, thanh bình. Vẻ đẹp của hồ được ví như viên ngọc bích bởi hồ luôn xanh thăm thẳm, sáng lấp lánh dưới ánh nắng. Được hình thành từ một miệng núi lửa, hồ nước có vẻ đẹp tự nhiên và thơ mộng. Quanh hồ có những chớp chài nhỏ để du khách có thể lên ngắm nhìn cảnh vật, phóng tầm mắt nhìn hồ Tư Nưng mênh mông, những con sóng dập dình lung linh trong nắng. Muốn trải nghiệm hồ Tư Nưng một cách trọn vẹn nhất, du khách có thể ngồi trên con thuyền độc mộc và lướt trên mặt hồ. Thuyền sẽ đưa du khách vào sâu hơn, len lỏi vào trong rừng già để thấy được sự độc đáo kỳ dĩ của cảnh quan hồ giữa núi. Hồ Tư Nưng là niềm tự hào của người dân Gia Lai nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Ý thức hơn trong việc bảo vệ động vật hoang dã, nhiều loài thú quý hiếm được người dân tự nguyện giao nộp cho ngành chức năng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sau 8 năm nuôi dưỡng hai cá thể khỉ quý hiếm trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm, một người dân ở quận Bình Tân đã liên hệ với kiểm lâm để bàn giao. Theo đó, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận
đưa về cứu hộ hai cá thể khỉ do ông Đồng Thanh Sang tự nguyện giao. Hai cá thể khỉ được kiểm lâm xác định là khỉ mặt đỏ đực nặng khoảng 15 kg và một con khỉ đuôi dài cái nặng khoảng 10 kg. Cả hai đều nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Ngày càng có nhiều người dân chủ động giao động vật nuôi là động vật nguy cấp quý hiếm cho kiểm lâm. Sau khi tiếp nhận, các động vật trên được đưa về trạm cứu hộ động vật hoang dã chăm sóc theo quy định, sau đó sẽ được thả về rừng. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và để xem lại chương trình này thì quý vị có thể truy cập vào trang web www.thvli.vn hoặc là tải ứng dụng THVLI trên Google Play và App Store. Còn bây giờ thì chúng tôi xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.